từ nhiều năm nay, hệ thống đường sắt trên cầu Long Biên biến thành điểm hấp dẫn nhiều người đến chụp ảnh. Là một nhà cửa biểu tượng của thủ đô với kiến trúc cổ đại cùng tuyến đường sắt chạy qua, cầu Long Biên là điểm du lịch nổi tiếng. Có lẽ vì thế mà nhiều người chơi trẻ hay các cặp đôi chụp ảnh cưới muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp trên cây cầu này. Cầu Long Biên khá hẹp với hai bên là lối bộ hành và đường cho xe máy, xe thô sơ, ở giữa là đường sắt. Bất chấp hàng chục chuyến tàu chạy qua đây mỗi ngày, nhiều người chơi trẻ vẫn ở giữa làn đường sắt của cây cầu để tạo dáng, chụp hình. Tuy nhiên, việc chụp ảnh trên cầu Long Biên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, dù đã được lực lượng chức năng cảnh báo nhưng các người chơi trẻ hầu như để ngoài tai để có cho mình những bức ảnh để đời tại nhà cửa kiến trúc độc đáo này. Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 12 tháng 10, rất đông người chơi trẻ tìm đến cầu Long Biên để chụp ảnh. Đáng nói, một số người chơi còn mang cả rác, vỏ chai nước bỏ lại trên ray tàu, thậm chí tàn thuốc được hút chấm dứt cũng ném vào giàn gỗ của cầu Long Biên gây ra đám cháy nhỏ. Những tàn thuốc lâu ngày kèm nắng nóng dễ chi thành lửa bốc cháy. Ý thức của một số người chơi đến chụp ảnh tại cầu Long Biên khi để xảy ra cháy giàn cầu. Dù vậy, theo quan sát của chúng tôi, khi nhìn thấy lửa cháy, các nam đàn bà tú vẫn thản nhiên như không phải việc của mình, công bằng cười đùa, chụp ảnh tiếp cho nhau, mặc cho ngọn lửa từ tàn thuốc bốc lên mỗi lúc một nhiều hơn. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được. Phần gỗ mục của dầm cầu rất dễ bốc cháy thành ngọn lửa lớn nếu như không phát hiện kịp thời. Thế nhưng mặt lửa cháy, nhóm người chơi trẻ vẫn thản nhiên bước đi, tiếp tục sống ảnh. Nghe tiếng còi tàu, họ khai mạc kẻ tạo dáng để chuẩn bị chụp ảnh. Tàu đến càng gần, tiếng còi càng yên tai, nhưng những tốt người kia cứ mặc kệ, vẫn say sưa chụp. Được biết, đơn vị quản lý, bảo vệ đường sắt cầu Long Biên đã kém xuyên nhắc nhở người dân không được chụp ảnh trên cầu, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Theo khoản 10, điều 9 luật đường sắt pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt, nêu rõ. Nghiêm cấm đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường sắt, trừ nhân viên đường sắt, lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ. Đề nghị các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý chấm dứt điểm hành vi chụp ảnh trong khu đường ray trên cầu Long Biên để bảo đảm an toàn giao thông.